Ok các bạn ơi, hôm qua tôi đang ngồi ngồi ghế beach chair này. Hôm qua ngay đây có hai bà đánh nhau ngay đây. Cat fight. Một bà già Mỹ trắng và một cô bé Mỹ đen. Quả ok, đánh nhau ngay trước cửa tôi ngoài. Tôi bên trong tôi nói: "Hai người đánh nhau." Họ quạt nhau mấy cái mà quạt nhau hụt không mới khổ chứ. Đúng là con gái không biết đánh nhau, đánh tán nhau mà hụt dỗ mày thôi. Đó, chỗ này chỗ action của hôm qua. Action right here. Bên kia là tiệm xăng. Lúc nào tối hôm qua đó tôi mua xổ số và mua xăng và mua CBD oil và mua mấy cái đồ lặt vặt. Convenience store called BP in East Bloomington. Cái stripping mall này nó có Cedar Liquor nè, có Boost Phone Mobile nè, có Subway nè, và kế đây là tiệm right here là tiệm Hannah Asian, và tôi đây trước mặt đây ngay đây là tiệm Nail Art Salon, và kế bên này là tiệm Euro Deli của Greek and Mediterranean. Nhưng mà làm cái video bây giờ tôi đang nghỉ mệt đằng trước làm video để ra đây nói là hôm qua ngay đây có action. Hai bà đánh nhau tới tấp mà không bị ai gọi cảnh sát hết. Thỉnh thoảng đang ngồi yên lành cái tự nhiên trời cho mình một cái lý thú nhìn thấy hai cô đánh nhau, cat fight, right? Pussy cat fighting each other.